Sáng ngày 10 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và các đồng phạm. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày. Hội đồng xét xử gồm 3 thành viên do thẩm phán Nguyễn Thanh Nhã giữ quyền chủ tọa phiên tòa. Ngoài ông Nguyễn Ngọc Hai, còn 11 bị cáo khác nguyên là lãnh đạo và cán bộ tỉnh Bình Thuận cùng hầu tòa. Trong đó có bị cáo Lương Văn Hải, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, do liên quan đến việc giúp công ty Tân Việt Phát được hưởng lợi số tiền hơn 45 tỷ đồng trái quy định. Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Ngọc Hai biết rõ quy định của pháp luật về căn cứ, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, nhưng vẫn ban hành chủ trương giao 3 lô đất 18, 19, 20 thuộc quỹ đất hai bên đường DT706B, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, cho công ty Tân Việt Phát vào năm 2017, nhưng áp dụng giá đất được phê duyệt năm 2013 trái quy định pháp luật. Trong vụ án, các bị cáo đều biết quy định của pháp luật về căn cứ, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, nhưng vẫn thống nhất đề xuất tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giao 3 lô đất trên cho công ty Tân Việt Phát, nhưng không xác định giá đất cụ thể tại thời điểm giao đất. Cáo trạng xác định hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 45 tỷ đồng, phạm vào tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trong đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Hai là người chịu trách nhiệm với vai trò chính, bị cáo Lương Văn Hải và các bị cáo khác có vai trò đồng phạm.